Cái tên thương hiệu ThinkPad đã quá quen thuộc với dân công nghệ, giá cả dần cũng hợp lý. Sinh viên ngành kỹ thuật thì có thể chọn ThinkPad V series, dân văn phòng thì sẽ chọn Ultrabook như X1 hoặc ThinkPad T X series, có đủ mã cho mọi người lựa chọn. Nhưng một siêu phẩm mà hầu như ai cũng đã bỏ quên nó, hay nó đã từ rất lâu ít xuất hiện, có khi rất nhiều người không biết đến nó. Hôm nay Trung Trần.vn sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là chiếc ThinkPad W701, sản phẩm ThinkPad W màn 17 inch cuối cùng của dòng máy bền bỉ nổi tiếng thế giới này. Vào thời điểm ra mắt, với option cao nhất, tính đến giá tiền là bạn có thể mua được một chiếc Liberty. Nhưng tại sao nó lại đắt đến như vậy? Bởi vì ở thời điểm đó, nó là số 1 về cấu hình, chất lượng và độ bền, đậm chất, kỹ thuật, nồi đồng cối đá. Người đồng hương Apple cũng thời điểm đó cho ra mắt mẫu MacBook Pro 17 inch đời cuối, nhưng thiết kế của MacBook mỏng và bé, thậm chí nhẹ hơn cả ThinkPad W701 rất nhiều. Tóm lại, hai chiếc máy đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng Apple MacBook 17 inch thì quá đắt, khiến nhiều người ở lúc đó bỏ qua mẫu máy này. Quay trở lại với W701 thì máy có bộ bàn phím cổ điển, truyền thống, nhưng máy lại trang bị cả hàng phím số. Đây là điểm cộng ở máy này khi các dòng ThinkPad khác đều không có, trừ các dòng đời 4 trở đi lại xuất hiện. Độ nảy của bàn phím cổ ThinkPad thì không phải bàn cãi nữa rồi, nó tạo cho người dùng cảm giác thích thú mỗi khi sử dụng. ThinkPad thì lại có thiết kế hơi bé so với tổng thể thiết kế của cả máy. Kiểu dáng bộ chiếc boy vẫn là kiểu cổ điển, còn một điểm lạ và độc đáo ở chiếc máy này là có cả bộ Wacom. Cái này thường được các bạn dân đồ họa sử dụng để vẽ, tạo hình. Bút vẽ được giấu ở cạnh phải của máy. Trên bút vẽ được in màu đỏ đậm rất chất ThinkPad. Color sensor và fingerprint cũng được trang bị đầy đủ ở chiếc máy này. Thực sự quá đầy đủ các cổng kết nối trên chiếc máy này. Nằm bên cạnh trái có khe tản nhiệt rộng khoảng 7cm, cổng USB 3.0, cổng eSATA, cổng 1394, dãy cắm thẻ mở rộng và khu lắp ổ cứng. Và chiếc máy này có thể lắp tới 2 ổ SATA 3. Cạnh phải của máy có 3 cổng USB 2.0, cổng RJ 11, bút vẽ Wacom. Tiếp đến là ổ DVD, khe tản nhiệt và cuối cùng là khóa Kensington. Cạnh sau của máy có 2 khe tản nhiệt rộng, cổng DisplayPort, cổng VGA, cổng DVI, cổng mạng RJ45 và cuối cùng là cổng sạc 20V. Trước của máy có nút bật tắt nhanh Wi-Fi, khe cắm thẻ nhớ SD, jack tai nghe 3.5mm và jack mic. Bên trên phía màn hình có khóa giúp giữ mặt trên và mở mặt lên. Sở hữu màn hình 17 inch cùng độ phân giải Full HD, nhưng ở W701 lại sử dụng công nghệ màn hình 100% RGB, màu sắc cực đậm, sắc nét. Các bạn nào ít nhìn vào loại màn 100% RGB lúc đầu sẽ có thể bị mỏi mắt, nhưng càng nhìn quen rồi thì sẽ thấy nó hiển thị tươi sáng hơn hẳn các loại màn khác. Khi so sánh với màn MacBook Pro 17 inch thì có vẻ như ít sự khác biệt hơn khi màu của ThinkPad W701 còn nhẹ nhàng hơn cả MacBook 17 inch. Kể quá khủng, cấu hình mạnh vào thời điểm đó cũng quá khỏe khi sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i7-X920, RAM 8GB, DDR3, SSD 160GB, máy chạy các đồ họa NVIDIA Quadro FX 3080. Đến thời điểm hiện tại thì cấu hình đó đáp ứng được quá nhiều nhu cầu sử dụng về đồ họa bây giờ như AutoCAD, Photoshop. Không những thế, máy còn có thể chơi được nhiều game với cấu hình cao bây giờ. Chăm nghe
không bằng mắt thấy. Để có được những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm, bạn có thể qua trung trần.vn tại địa chỉ 110 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội. Nếu có những đóng góp, thắc mắc, bạn hãy để lại comment ngay bên dưới video này cho mình nhé. Và nhớ đừng quên like và subscribe kênh video của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.